Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là sản phẩm của chú Hiếu thua trận bóng bàn, chấp chú ấn 4 bóng uống chi mây. Nhưng mà chi mây này chưa đạt chất lượng, với 7 độ thôi. Uống với cả hải sản sen Tây Hồ. Thịt gì ấy? Đây là món thịt hình như chân giò, đúng không? Thịt chân giò với cả tỏi gà. Tôm và hàu. Đặt rồi, đặt cả, không phải mua vé. Mình đặt hết rồi. Sau trận bia được đi mời, lại đi mà được mời đi sinh nhật ăn trang cái này đủ các kiểu. Đầu tiên là món này là món gì nhỉ? Cái này là gì Hiếu biết không? Cái này á, hải sản. Ui giời, nói thế con gì, ngao à? Ngao. Cái này mà móng tay này. Cái này móng tay này đúng không? Còn cái này là bia này. Bia của Hiếu. Bia đắng. Bia của Hiếu, bia đắng. Bia mình uống ngon nhưng mà Hiếu uống đắng. Trần bò Tây Ban Nha, nhưng mà thôi chú ăn thử trước ấy. Xong rồi anh ăn này nó ngộ độc. Đấy, lạnh lạnh đấy, đúng rồi, tuyệt vời đấy. Lạnh uống cái này mà cho đá vào uống rất ngon đấy. Trời ơi, mở bia lại còn không biết mở nữa. Chiến, ê, gọi là chiến tổng. Ăn thật. Lại ngao à? Vẫn lại là ngao à? Ngao. Không, anh sầu riêng với chú một là ly đầy nhỉ? Mỗi người một sầu riêng cả Hiếu Pháp. Đúng rồi. Thế thì Hiếu Thiếu là chú ấy gọi tiếp. Đây. Không, thấy thì Thiếu bia thật. Thiếu thì gọi tiếp thôi. Thôi được, Thiếu tí nữa uống rượu. Chuẩn bị rượu rồi. Đúng rồi, uống phải thế, sầu riêng phải thế. Nói thì bây giờ ăn thử cái món này cái. Cái này chấm gì đấy Hiếu ơi? Ủa, miếng to này á? Ủa, miếng to này à? Không phải chấm. Ủa, sao miếng to ấy? Miếng khá là to. Thay đổi thành 20 bia chi mây. Có gì à? Mày phán. Thằng... Đầu tiên nhá, là còn bảo là 20 triệu, ông Hiếu bảo 20 triệu. Yeah. Ông Hiếu bảo 20 triệu. 20 triệu to lắm. Mình bảo là thôi đừng đánh là không tiền. Thế ông Hiếu bảo là thôi. Ông Hiếu bảo thế thôi, uống bia chi mây. À đấy, mình bia chi mây thì anh. Nhưng mày gợi ý đấy. Mình bảo là bia. Đây cá hồi này. Tôm này. Thì nó đâu khoảng độ mình nhớ đâu, mang máu 700-800 gì một chai. Món ốc hương này mới bổ này. Chơi cái món ốc hương ấy. Ăn ốc hương, uống chi mây, hút xì gà. Xong rồi à... xong rồi không, xong rồi chúng mình nhận xong 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 rồi TT xong lại có một trận đấu tiếp. Chứ mình ăn xong mình phải nghĩ tương lai ngày mai chứ. Chứ ăn xong mà cứ cứ không nghĩ đến tương lai thì là vàng. Vàng vàng đúng rồi. Uống bia đấy, uống hết bia đã. Uống hết bia xong chuyển uống rượu. Đây là món ghẹ này, ghẹ ra rồi phải uống rượu chứ. Uống hết sạch bia rồi bắt đầu là uống rượu. Còn ai mà không uống được bia thì vẫn uống rượu bình thường. Cá ngừ đại dương. Ai ăn thử cái món cá ngừ đại dương này. Ăn mấy miếng rồi nhưng bây giờ mới khoe. Còn lắm. Sen Tây Hồ, nhưng mà đây là cái không gian này là không gian giữa hút thuốc nên là nó đẹp. Còn chị em những ai mà nghiện thuốc ấy, nghiện hơi thuốc ấy, ra đây. Anh em tôi ra đây hút. Anh em tôi ra đây hút xì gà, nhưng mà còn những chị em mà ra đây chỉ có muốn nhìn xì gà bọn tôi. Đúng không? Quay ra cầm thuốc này. Đây, xì gà đây. À, đưa xì gà xem coi nào.
Đưa đến chị gà đó. Chị gà này nói là nhìn chị gà nhỏ nhưng mà hơi đỉnh đấy. Nhỏ nhưng có võ. Nhỏ nhưng mà có võ của nó đấy. Hút vào là tăng điện luôn. Không nói thật thế nào, nói giả luôn. Thật đấy ông ơi. Thật đấy. Ô thế cái thế thì cây này cái thật. Ừ thật đấy. Nó ông thích tôi phá màn trinh ở đó, tôi phá luôn. Rồi. Ông phá đi. À đúng đúng cây thật. Chỗ hoa rất đẹp này. Chỗ hoa này cực đẹp đó, thấy chưa? Dưới là hồ cá.